của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay, và hôm nay vòng tay của mình sẽ có từ bông tai bạc. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ bông tai vàng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ bông tai nhựa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Mà đầu tiên là mình sẽ tiếp tục với áp, đầu tiên là mình sẽ bắt đầu với màu xanh là xanh dương đi. Mọi người ơi, đây là màu xanh lá, à màu xanh dương của mình nha. Mọi người ơi, đây là màu xanh dương của mình. Màu xanh dương của mình đây nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu đỏ nha. Mọi người, đây là màu đỏ của mình này. Màu đỏ của mình đây nha mọi người. Các bạn, đây là màu đỏ của mình. Tiếp theo là mình sẽ xỏ màu tím nha. Mọi người ơi, đây nha, đây là màu tím của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây là phần màu tím của mình này. Màu tím của mình đây nha mọi người. Mọi người, bây giờ mình sẽ dùng màu xám nha. Mọi người, đây màu xám của mình này. Màu xám của mình đây nha mọi người. Mọi người, đây là phần màu xám của mình. Ở tiếp theo mình là sẽ xỏ màu đen.
Mọi người đây là phần màu đen của mình này, màu đen của mình đây nha mọi người. Các bạn, đây là phần màu đen của mình. Tiếp theo là mình sẽ xỏ hạt chữ nha. Giờ mình sẽ buộc vòng của mình lại để hoàn thành nha, để kết thúc nha. Các bạn ơi, đây vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Các bạn ơi, đây là chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Quan tâm cảm xúc của anh.